Hello Kim, xin chào mọi người. Hôm nay mình nấu cái món mousse nấu với lại là tomato cà chua cả nhà, nó nấu với sốt cà đó, ăn với bánh mì. Hai vợ chồng hôm nay thì nấu như vậy thôi, đơn giản. Kim không có thời gian, bữa giờ dọn cái bếp không có thời gian cả nhà. Xin mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Ăn cái này là tsatsiki, để cho mình ăn với đồ biển. Đó, cái tsatsiki này Kim làm, bữa nào Kim sẽ làm cái video cho mọi người xem ha. Ông xã thì em ăn thích ăn cái bơ mà của Đức đó cả nhà, họ làm với lại là coi tờ là tất cả các cái gia vị giống như là cái rau basilicum rồi này kia, trong đó coi tờ là tất cả cái rau đậu nêm á. Ok, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe rồi. Xin mời cả nhà nha. Trời, hôm nay á là cái này á, ảnh nói là lau và baguette là tất nhiên là lau gần brot, cho nó ở Đức nó có cái lau gần brot, là tất nhiên là bánh mì tên là lau gần rốt, là tính như bánh mì. Ở trong này nó có bơ tỏi cả nhà, bơ tỏi với lại bơ khoi tờ, cái lá đó nó kêu là khoi tờ, là tất nhiên là những cái mà cái lá giống như rosmarin chẳng hạn, là hương thảo rồi này kia nọ, họ bầm vô. Cái này không phải hương thảo, cái lá gì Kim không biết cái tên của Đức cả nhà, nhưng mà mình có trong nhà bếp. Đây là bánh mì thổ, khi mà bánh mì thổ anh ăn mì Đức. Ôi, món này á, ông xã mình thích dữ lắm, nhưng mà lâu lâu mình mới nấu một lần cả nhà ơi. Một biết thì sao, một lần mà rửa nó cực lắm, rửa có mười mấy hai chục nước luôn. Tại vì á, mình xào cái con này ở trong cái nước thì mình lấy cái nước sốt đó mình ăn chấm mì, cho nên là từ chỗ đó là anh give me the sauce, cho nên từ chỗ đó là mình phải rửa cho sạch đó, trong cái sauce, cái sauce để mát thành sauce này. Cái nước sốt này ngon lắm đó nha. Thường thường á là người Đức họ nấu với lại là vai trắng, rượu vang trắng cả nhà. Nhưng mà hôm nay Kim đi mua cái rượu vang trắng để nấu nó thì không có cái loại vang để uống thôi, còn cái loại nấu thì hôm nay Kim cái chợ này Kim không thấy. Thôi về nhà mình nấu với lại tomato, tất nhiên là cà chua đó, nó xin mời cả nhà nhé. Chút sợ đi xô sợ phiêu xanh rồi, the green the pepper yeah, đúng không? Giả thêm á, ăn cay á thì ăn cũng không có nhiều hết, nhưng mà ăn cái tiêu xanh á, anh ăn dữ lắm đây. Cái đó ăn là phải rửa đi. Dạ, nhưng mà nó cũng chưa được chín lắm thôi nha. Ăn được biết 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 như ai để bác làm gì xe rồi đó, mình bay phía số đó, mình đang đưa ít cúc à. Làm này kẹp nó cái nào, kẹp nó gấp nha. Ngon quá bà, tư phân mua mút về xô sờ ế sần nha. Cái con chanh chép này á, nó mềm đúng không cả nhà, chứ nó không có dai giống như cái con vẹn xanh. Con này không có dai, con này mềm. Ngon quá, xuất sắc luôn. Chua lên vậy á, cho nó ăn cà chua. Còn mình làm cái sốt cũng cà chua, cắt nhuyễn ra, rồi mình sốt, mình rang ngay từ đầu, xào ngay từ đầu cho nó ra hết cái nước cà chua nó mới ngon cả nhà. Lâu gần rosemary này, hai chồng cho đi chợ vui lắm. Rượu vang vang trắng là để nấu với cái con chèm chép này rất là ngon.
người Đức họ nấu thôi nha. Xuất sắc hả? Xuất sắc. Xuất sắc là thầy perfect. Dạ. Rất là ngon luôn á. Bữa nào xuất sắc. Hay là rút ra. Xuất sắc, xuất sắc. Anh nói hả? Kim nói xuất sắc. Anh hỏi xuất sắc là gì? Mình nói với anh là xuất sắc là coi như là ngon, perfect luôn á, tuyệt vời á. Cho anh nói không? Xuất sắc hay là rút sắc? Rút sắc là cái ba lô mình mang đó cả nhà. Có ảnh ở nhà ăn nó vui, ngon. Ăn mình không có ngon đó nhà ơi. Này Kim tính hấp thêm một mớ ghẹ nữa. Nhưng mà hả cũng không có thời gian, là một thứ hai nó cũng cực lắm đó nha. Ngồi phải gỡ cho anh ăn, thôi cực. Lâu quá rồi, ảnh không có lên hình, lên phim. Đó. Tại mỗi lần á. Mỗi lần mà ảnh đi làm á, thì ở nhà mình mới quay phim. Mới quay video đó. Nên là không có mặt ảnh. Còn nhiều khi ảnh ở nhà thì Kim làm này kia lu bu, không có rảnh. Bữa giờ ảnh mắc sơn nhà, sơn cửa đó nha. Hả? Bị chết. Bist du zufrieden mit deiner Soße? Dạ, und du? Ja, ja. Aber du isst so nicht gut, nicht einmal mắc ảnh là gà Soße. Hả? Gut. Gut, oder nicht? Doch, doch. Anh hỏi em làm nước sốt bằng cái gì vậy? Nói cà chua rồi vậy đó. Mà anh có thích không? Có ngon không? Nó không ngon, ba bố vợ sẽ làm kiểu khác. Cảm thấy ngon. Mà công nhận nha, cái con chim chép này nó mềm thiệt á. Nó không có dai giống như chơi con vẹn xanh vậy nè. Cà phê. Cool the pepper. Đâu? Ăn trúng. Cái miếng tiêu xanh nó ngon gì đâu luôn đó cả nhà. Hành này á, mình cũng để nguyên như vậy, mình xào luôn rồi mình vớt nó ra. Đúng không? Cà chua này á, là Kim xào với bơ, xong rồi đổ lên trên. Còn đúng là người Đức á, tại mình quay video á, mình xào với bơ, mình đổ lên trên cho nó đẹp. Nhìn cái dĩa chăm chép nó đẹp mắt. Người Đức họ không có làm giống mình đâu. Họ làm nước sốt được cũng vậy, nhưng mà họ cà chua là họ xay nhuyễn ra, họ lấy nước. Thì nhưng mà mình cũng làm cà chua mình bằm nhuyễn ra rồi. Còn cái này là để lên cho nó đẹp mà nó ngon nữa các anh. Dạ. Oh my god, nước sốt quá ngon luôn. À, tỏi không? Yeah. Alisa. Xã mình khoái ăn tỏi sống cho nên mình làm extra cho ảnh là để đập thọ tỏi đập dập thôi. Xong rồi bắt đầu xào lên. Ngon quá. Làm vừa ăn. Tỏi tỏi. Tỏi tỏi. Tỏi. Tỏi tỏi. Tỏi is very good in Hollywood. Tỏi. Very good in Hollywood đó cả nhà. Oh. Phải ăn tỏi lắm. Dạ. Tỏi tỏi. Tỏi 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 tỏi. Cái con này nó ngon, xuất sắc luôn. Làm nó cực lắm đó nhà ơi. Cho nên nó xã Kim thích ăn con này. Ăn đồ biển anh thích ăn con này. Chắc là đơn giản hay sao, dễ ăn. Chứ con cua con ghẹ anh cũng khoái ăn, mà ăn nó ở lột hay là làm cực khổ. Anh biết mở. Không biết gỡ. Hả? 2 kg nữa. Dạ. Tôi mua 2 kg nữa nè.
hai chồng ăn 2 kg là ok. Nãy này nói chung nó cũng giỏ nhiều. Mấy bữa giờ anh ở nhà sơn nhà sơn cửa rồi, tại năm nay á là phải lấy ngày nghỉ, không có về Việt Nam được á thì lấy ngày nghỉ ở nhà làm việc nhà, đi Hy Lạp chơi 2 tuần rồi. Bây giờ còn thường thường mỗi một năm thì mình đi Việt Nam 7 tuần cả nhà, đi 2 lần 7 tuần. Anh làm á thì anh làm shift cho nên là anh làm ngày làm đêm 2 ngày nghỉ đó. Nếu thường đó là cái ngày nghỉ ngày mà du lịch đó, holiday của mình đó là chỉ có 1 tháng 28 ngày thôi, và trong 28 ngày làm đó cộng vô những cái ngày mà làm đêm 2 ngày nghỉ cả nhà, thành nó 7 tuần. Chúc sức khỏe cả nhà nha. Dạ. Anh nói ngon quá, nãy giờ anh ăn gần hết dĩa rồi mà em ăn ít xíu rồi. Lấy này làm cái muỗng cái kẹp này nha, đó nha. Mà Kim đi chợ đô gan đó cả nhà, mình mua vẻ mình còn tươi luôn, tươi rói luôn. Con này kêu là con chém chép đó. Còn cái này là con làm Long An, Long Nhan, nhãn với lại long nhãn với lại là cái trái thốt nốt cả nhà, thì mua trong lon với lại là kỷ tử, mình ngâm chung với nó để tủ lạnh 2-3 ngày vậy đó, xong rồi cái kỷ tử nó nở ra giống vậy nè cả nhà, nó nở bự ra đó. Kỷ tử ăn bổ, ăn tốt cho sức khỏe. Rồi cái nhãn, nhãn nhục, nhãn lồng đó cả nhà, nhãn mà nhãn lon, Kim mua cũng nhãn lon, rồi mình ngâm với lại mình đổ chung cho mình ngâm để chung trong tủ lạnh đó. Với lại trái thốt nốt mà ở bên Campuchia nó có đó, thèm ăn cái trái thốt nốt là dữ lắm, chờ cái về Việt Nam. Ngon quá, hấp dẫn luôn. Việt Nam mình gọi là ngon nhất nách á. Đúng là ở nước ngoài mình, ở Đức mà bây giờ mà nói ngon nhất nách là họ không hiểu cái kiểu nói gì vậy cả nhà. Cốt cho nó. Yeah. 2 kg mà hai vợ chồng ăn ngất ngơ luôn đó nha. Mà xã Kim là khoái ăn cà chua mà hơi sống sống vậy đó, nên mình làm vậy cũng là ok. Bây giờ là mùa mussel cả nhà, ở bên này mùa con này tiếng Đức gọi là mussel.
Kim xin mời cả nhà nha. No rồi đó, giờ ăn hết ly này nữa là tối nay nghỉ luôn. This is and yeah, and then the nut dessert, yeah. Yeah. Ăn đắng miệng như thế này ngon hết sảy luôn đó nha. Thì cái video này đến đây Kim cũng xin dừng tại đây cả nhà. Kim xin chúc cho cả nhà một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Kim xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, các em coi hết video của mình. Nếu thích video của mình thì xin cả nhà hãy cho mình xin một like, share, bấm chuông, đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới của mình nhé. À, xin hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye. Video ngày mai nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Ảnh giỡn cả nhà.